quá đã nuôi con quá sừng. Vâng thưa quý vị, đặc biệt là các bạn trong fan club của Đức Phúc Thịnh, chúng ta đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Là một đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho tất cả các bạn những tiết mục đặc biệt nhất và thỏa mãn hết tất cả mọi điều về ca sĩ Đức Phúc Thịnh. Và đây là một chương trình do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone tổ chức như một lời cảm ơn, một lời tri ân mà Mobifone muốn gửi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng, yêu quý và sử dụng dịch vụ của Mobifone. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Tuấn Huy, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đa Phương tiện và Giá trị. Đó chính là khán giả, tất cả quý vị là một nguồn năng lượng vô tận đối với những người ca sĩ có mặt trong buổi ngày hôm nay. Nên vì thế, Huy rất mong tất cả quý vị hãy cùng Huy đếm ngược và gọi tên chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. Nhưng trước tiên quý vị thấy phía dưới đang có rất là nhiều những chiếc điện thoại được dơ lên. Và các bạn, đặc biệt là trong fan club của Nu, hãy nhớ chia sẻ hình ảnh của Nu cho đêm đa số ngày hôm nay và hashtag của chương trình, đó chính là Filming Day và Nu Phúc Thịnh Live Concert, để Nu Phúc Thịnh lan tỏa đêm đa số này rộng hơn nữa. Và điều cuối cùng, trước khi đêm ca nhạc chúng ta được diễn ra, quý vị hãy nhớ một điều quan trọng, đó chính là chúng ta hãy nói không với rác. Nếu thấy rác, nhớ tốn 1 kg lượng bỏ thùng rác dùng. Huy đa tạ, cảm ơn. Bây giờ mọi người hãy cùng nhau đếm ngược và gọi tên chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay. 我们爱把爱爱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 
quên em đi rồi thì vì cuộc tình này đã chết thôi còn chi, và chẳng em quên đi rồi là việc gì. Bye.
nay lên đến 32.000 người mà. Phải nhớ cái tiếng là hát này cho đến cuối show nhá. Vì show cũng luôn là cứ thoải mái là hát. Ngày hôm nay quả thật là một cá biệt rất là lớn đối với Lu. Lu đã chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà Lu cũng phải là người rất hay. Vì vậy cho nên là lúc này lên đến đây quên hết. Nhưng cũng may âm nhạc dẫn dắt đến đây trái tim của tất cả mọi người. Cảm ơn tình cảm của tất cả mọi người. Cảm ơn những người khách mời. Cảm ơn người thân. Cảm ơn những người bạn. Cảm ơn những người đối tác. Và đặc biệt cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người đã đến chương trình. I just want to keep on moving.
những gì mà tôi muốn kể. Nhưng tôi tin rằng đó là những gì mà tất cả mọi người cũng đã thấy. Hôm nay là
Yeah.
đào về ngập ngùi treo giờ còn mỗi
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xíu chưa biết nghe nhạc người lớn lắm, tin tôi đi. Đó là cái thật người thế, một cái thật lặng lặng, mọi người có biết là nhạc sĩ nào sẽ khác nhau? Yeah.
Quên từng ngày gặp ta
rơi ngày nào quen mi, chỉ còn đây bóng tối thâu một nhìn vắng. Khi mà em gần bước ra đi không nghĩ suy, trong lòng anh buốt xa. We'll be right back.
Thank you.
Tại vì đó là tên phụ huynh. Nhưng mà đã khá rõ sát rồi. Thôi, con gì không biết.
thôi để anh luôn nói thì hôm nay là cũng là một cái coi như sân khấu này không phải chỉ riêng của một mình đâu mà của những người bạn của luôn. Và đêm nay là đêm mà chúng tôi gặp lại nhau, khán giả cùng hòa chung không khí để mà tất cả mọi người cũng có thể gửi cho mọi người thêm nhiều những cái bài hát cũng như là tình yêu thương. Thật ra thì ba đứa ra tiếp nữa. Bao nhiêu thương này cần người mang đi hết được mọi.
Thank you.
nghệ sĩ đến với Đô Phước Thịnh cũng bằng tình yêu thương, khán giả đến với Đô Phước Thịnh bằng tình yêu thương, khách mời đến với Đô Phước Thịnh bằng tình yêu thương, ban nhạc còn rất là nhiều, cả ekip đằng sau lưng ủng hộ đến với Đô Phước Thịnh bằng tình yêu thương. Vì chỉ có tình yêu thương thì mới chịu khó và dễ chịu để làm rất là nhiều điều với Đô như thế này. Biết bao giờ cuộc đời đi hát thì trả lời hết được. Những điều mà Nui nói vừa rồi là tại sao mà tất cả chúng ta dành cho tình yêu thương cho Nui. Bởi vì Hà nghĩ rằng từ ngày đầu tiên đi hát cho đến tận ngày hôm nay, Nui chưa bao giờ ngưng nghỉ một ngày nào để dành tặng những sản phẩm và cho mọi người thấy những tâm huyết của Nui dành tặng cho mọi người. Và Nui phải biết rằng là khán giả yêu mình đó là một an phước mà mọi người dành cho mình. Nhưng bên cạnh đó, âm nhạc của Nui cũng là biết bao nhiêu mình cảm thấy những lúc buồn bã sẽ hạnh phúc hơn và những lúc hạnh phúc sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Điều đó là lúc mà Nu và khán giả đã dành tất cả những yêu thương cho nhau. Và chị có những ca khúc của Nu đã làm cho chị từ Việt Nam mà đến tận Nu đó. Em chỉ muốn nghe nhạc của chị để mãi buồn ngã thôi. Điều Lưu xin chia sẻ thật, đây không phải là một sự thảo mai, mà là quý vị đồng ý với Lưu không? Mỏi quá. Chỉ là cuộc ngã mà thôi, vì sự sâu thẳm đó. Và nhưng mà đôi khi một ngày đứng trên sân khấu cùng là một người mạnh mẽ, cùng là một người rất cá tính. Và vì vậy cho nên mới nhận được thật là nhiều tình yêu thương như thế này. Mới dài, mới dài và mới dở. Nhưng mà em rất là cảm ơn vì em rất là hạnh phúc ở bên Hà Nghi trên con đường của mình, đường có phần giúp đỡ từ chị. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn Lưu, xin mời Lưu vào trong chuẩn bị. Dạ, em bắt có điểm chứ. Dạ, có chị. Mời sẽ lấy nhau vào. Hà sẽ không có con gì cả, bởi vì đơn giản Hà sẽ không ép được một ai đó, sẽ làm cho một ai
chúng ta đến cùng ngày mai phải theo nhau về nơi. Nếu có thể hạ điều em vừa đưa em theo đi, chỉ chung tay được biết là không có những lời hẳn. Đêm nay ngày cũng nhớ em, thời gian qua từ nay đừng hóa đi em. Tại sao anh lặng im chỉ biết yêu chẳng mà.
Thank you.